Hello các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cái cách sử dụng cơ bản nhất về cái phần mềm Excel nha. Đây là một phần mềm tính toán có thể nói là hay nhất hiện nay. Và cái ứng dụng của nó rất lớn, ứng dụng trong cái công tác kế toán này, ngân hàng này, rồi quản lý nhân sự, vân vân. Rất là nhiều. Và trong học tập thì ứng dụng của Excel cũng rất lớn. Nó giúp cho học sinh tiểu học cũng như là học sinh các cấp học khác tính toán nhiều bài toán rất là nhanh nhạy, rất là hay. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nha. Thì trên màn hình nè, chúng ta thấy nó có cái biểu tượng màu xanh chữ X và cái tên gọi của nó là Excel. Đó, Excel tiếng Anh nghĩa là xuất chúng, thông tuệ hơn người. Nó xuất sắc, nó tốt hơn những cái đối tượng khác thì đặt tên là Excel. Thì để mở nó ra thì chúng ta dùng con chuột nhấp đúp vào đây thôi. Đó, khi nó ra cái màn hình này nè, chúng ta nhấp vào đây blank workbook, tức là một bảng tính trắng. Hình dáng của cái phần mềm Excel nó ra là như vậy. Chúng ta phóng lớn hơn chút cho nó dễ coi nha. Thì nhìn vào tổng quan ở trên này, nó có 9 cái menu lệnh bao gồm file nè, home nè, insert nè, pay layout nè, formula là công thức, data review, view, help. À, rồi một số các cái cửa sổ lệnh nó bố trí là ở phía trên. Thì thôi, cái những cái này nó cũng tương đối rắc rối, chúng ta từ từ nghiên cứu sau, tìm hiểu sau. À, còn hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái cấu trúc của nó. Thứ nhất thì chúng ta thấy nè, khi mà mở ra thì cái bảng tính này nó không có phải xuất hiện một cái vùng làm việc trắng, mà cái nó sẽ xuất hiện cái vùng làm việc bằng những cái ô, và những cái ô này á được tạo ra bởi những cái cột này, cột A này, cột B này, cột C, cột D, vân vân. Đó, rất nhiều cột tạo thành với những cái dòng dòng số 1, dòng số 2, dòng số 3, dòng số 4, vân vân. Và khi kết hợp như vậy thì mỗi cái ô này nó có một cái địa chỉ. Tất cả các cái ô trong bảng tính này nó có một cái địa chỉ, ví dụ như cái ô này là ô A1, ô bất kỳ ô này chẳng hạn gọi là ô F6. A1, F6 được gọi là các cái địa chỉ ô, và có thể dùng những cái địa chỉ ô này để định danh, để tính toán. Đó, ví dụ như ở cái ô này nó có một cái giá trị nào đó, ô A1 nó có một cái giá trị nào đó, ô F6 này nó cũng có một cái giá trị nào đó. Ví dụ chúng ta cần phải cộng hai ô này lại thì để ở một cái ô bất kỳ cần thiết, ở một cái vị trí phù hợp, chúng ta đánh vào bằng A1 cộng F6 Enter thì máy nó hiểu. Bất kể là số gì máy nó tự hiểu, nó lấy kết quả của hai giá trị của hai ô đó nó cộng lại. Rồi, hoặc ví dụ ở cái ô A2 này chúng ta có một cái giá trị nào đó, và bây giờ chúng ta thực hiện cái toán trừ, phép toán trừ của ô A2 trừ ô A1. Ví dụ để ngay với ô A3 này, chúng ta làm phép toán trừ bằng A2 trừ A1. Thì nó lấy 5.986 trừ 4.152, vân vân. Hoặc là làm toán nhân thì nó ví dụ như chúng ta lấy bằng A1 nhân, dấu nhân trong trong Excel là dấu hoa thị, bằng A1 nhân A2 Enter. Rồi nó nhân ra đó, đảm bảo kết quả là hoàn toàn chính xác. Hoặc là toán chia, ví dụ cộng bằng bằng A2 chia, đã chia là cái gạch chéo này, không phải dấu hai chấm nha, dấu sau là dấu nhân, dấu gạch chéo này nó chia, A2 chia A1 bằng 20. Đó là cái cách mà cái phần mềm Excel này nó giải quyết các cái bài toán cơ bản, tức là nó dựa vào các cái ô này nó cộng trừ nhân chia với nhau rất là nhanh, hoặc là căn bậc 2, hoặc là khai căn, vân vân. Đó, rất là nhanh. Thì đó là những cái phép tính cộng trừ nhân chia cơ bản. Và chúng ta biết đó là cái bảng tính, cái vùng làm việc này nè, nó rất là lớn. Đây là ô số 1 ha. Giả định chúng ta kiểm tra tới ô cuối cùng của nó. Trên cái cột A này nó sẽ đến A mấy? Nó là 1 triệu dòng, hơn 1 triệu dòng.
Còn chiều ngang là nó tới cái cột XFD này. Và chúng ta thử là chúng ta thử tính số cột của nó nha. 16.385 ohm, tổng cộng là 16.385 ohm. Thì hai con số này nhân với nhau nè thì nó ra tổng số ô trên một bảng tính. Chỉ có một bảng tính thôi là chúng ta đã thấy con số khủng khiếp, hơn 17 tỷ ô trên một cái bảng tính này thôi, trên một cái sheet 1 này thôi. Mà Excel này thì nó cho mở vô số sheet, thì nghĩa cái khả năng tính toán của nó, như các bạn thấy á, mình đếm các cái hơn 1 triệu cái dòng nè, và hơn 16.300 là cái cột nè, chớp mắt mình đếm và mình tính ra luôn nguyên cái bảng tính này có bao nhiêu tỷ ô ra luôn, rất là nhanh chóng. Thành ra hôm nay xin phép trao đổi với các bạn một cái lệnh hay nhất, có thể nói đây là một cái lệnh hay nhất, xuất sắc nhất của cái phần mềm Excel này mà tôi rất mê. Đó là hôm nay chúng ta thử tìm hiểu về cái hàm điều kiện của Excel. Hàm này gọi là hàm if. Hàm điều kiện của Excel. Còn nhớ thuở trước đây, lúc mà chưa có máy móc, thì mỗi lần mà cuối năm học đó, xếp hạng cho học sinh á, cho hàng ngàn, hàng chục ngàn học sinh của huyện á, thì phải thành lập nguyên một cái hội đồng. Rất nhiều thầy cô giáo giỏi, đặc biệt là thầy giỏi toán ha, giỏi logic, bắt đầu mới mời lên họp xét, xếp loại, đánh giá tốt nghiệp cho học sinh. Rất là vất vả mới xong. Nhưng mà kể từ ngày có máy tính, đặc biệt là kể từ ngày có cái phần mềm Excel này, thì cái công việc đó chỉ giải quyết trong 5 phút thôi. Nếu trước đây phải mời hàng vài chục người giải quyết trong vài ngày, thì bây giờ kể từ khi có cái phần mềm Excel này, nó làm có, nói không quá vài phút là xong hết. Ví dụ như thế nào gọi là hàm điều kiện. Ví dụ đây là chúng ta có một cái bảng điểm của học sinh, điểm tổng kết á. Trường học sinh thì có cái điểm học kỳ 1, học kỳ 2, rồi điểm tổng kết năm. Ở đây giả dụ, giả định là mình cho rằng đây là điểm tổng kết năm. Đó, thì có em là được 7.8. Để tăng giảm cái số thập phân thì chúng ta vào đây ha. Tức là cho nó hiện diện bao nhiêu số thập phân thì chúng ta nhập vào đây, tăng hoặc giảm. Đó, cái này là giảm, nó làm tròn lên 7.8, nó làm tròn lên 8. Để chúng ta tăng một số thập phân thì nó ra đúng 7.8. Còn hai số thì nó sẽ hiện đúng hai số. Đó, như vậy là chúng ta biết đây cái lệnh ha, tăng giảm số thập phân để, và cái cách hiển thị. Đó. Ví dụ có em như vậy, có em thì 4.3 điểm, em 9.1 điểm, em 6.5 điểm, ví dụ em 7.4 điểm. Đó. Vâng vâng. Rất nhiều em, mỗi em một thứ điểm. Có hàng chục ngàn em như vậy. Nhiệm vụ của cơ quan quản lý là phải xếp hạng, của trường là phải xếp hạng cho các em, xếp loại cho các em. Và khi đó thì chúng ta sẽ thấy là xuất hiện cái điều kiện. Ví dụ tất cả những em mà lớn hơn 9 điểm, lớn hơn 9 thì xếp loại là xuất sắc. Còn những em lớn hơn 8 điểm thì xếp loại là giỏi. Những em mà lớn hơn 6.5 thì xếp loại là khá. Rồi những em là lớn hơn 5 thì xếp loại là trung bình. Những em mà lớn hơn 3.5 thì xếp loại yếu. Còn những em mà nhỏ hơn 3.5 xếp loại kém. Đây, rõ ràng là đây là cái điều kiện. Và có hàng ngàn, hàng chục ngàn em như vậy thì xếp sao? Đó, thì thực ra
Ngày xưa xếp tay rất khó khăn, nhưng kể từ khi có cái phần mềm thì cái này chỉ cần một dầm lệnh thôi, cần một dầm lệnh thôi là xếp được rồi. Ví dụ bằng if, if là cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nếu cái ô này nè, tức là điểm của em học sinh A này nè, em A3 này nè, mà nó lớn hơn 9, lớn hơn và bằng 9, nghĩa là nếu nó tròn 9 điểm nó cũng sẽ được xếp loại là xuất sắc. Phải thì xếp loại nó là xuất sắc, chữ xuất sắc để trong cặp mặt kép. Phải rồi, cũng theo công thức này và cứ đánh tiếp thôi. Còn nếu mở ngoặc cứ làm tiếp cái hàm như vậy, cũng cái em A3 đó mà nó lớn hơn 8 phẩy thì xếp loại nó là giỏi, đóng ngoặc kép phẩy. Rồi còn nếu cũng em A3 đó nó lớn hơn 6,5, 6,5 phẩy thì xếp loại nó là khá, đóng ngoặc kép lại phẩy. Lại nếu tiếp A3 nè, em A3 này mà nó lớn hơn 5 phẩy thì xếp loại nó là trung bình, đóng ngoặc kép phẩy. Tiếp thêm cái nữa, nếu mở ngoặc A3 này mà lớn hơn 3,5, 3,5 phẩy mở ngoặc thì xếp loại nó là yếu, đóng ngoặc lại phẩy. Còn lại tất cả những trường hợp khác chúng ta mở ngoặc kép thì yêu cầu xếp loại là kém phẩy. Và sau đó thì chúng ta sẽ đóng tất cả, là mỗi cái if đóng một cái ngoặc, một if, hai if, ba if, bốn if, năm if, đóng năm cái ngoặc, 1, 2, 3, 4, 5, Enter nhé. Rồi, ra kết quả. Nó xếp cái em 7,8 này là khá. Thì chúng ta kiểm tra trên này ha, thấy rõ ràng nè, nó lớn hơn 6,5. Xếp là khá. Đúng rồi, chính xác. Rồi. Sau đó chúng ta thấy cái neo nhỏ nè, neo nhỏ xíu ở nằm bên cái hộp này nè, hộp công thức. Cái này, cái công thức của đây nó hiện lên đây nè, công thức của cái ô này nó hiện lên trên này nè, đây nè, đó nguyên cái công thức đó đó. Thì chúng ta chỉ cần nắm cái đuôi này nè, chúng ta kéo xuống một cái thôi, nó tự động nó xếp loại toàn bộ tất cả những em A4, A5, A6, A7 gì, nó xếp loại hết. Đây A9. Và nếu có A50.000 đi nữa thì kéo một cái nó cũng sẽ xếp loại chính xác hết, xếp loại một cách cực kỳ nhanh chóng và chính xác. Đó là cái hay của máy. Và nó thông minh, rất là thông minh. Vì khi chúng ta đưa ra cái điều kiện thì nó dò đúng cái điều kiện, nó sẽ xử lý rất là gọn gàng. Đó thì muốn qua đây chứng minh cho các bạn thấy là nếu có cái, dù cho các có hàng chục ngàn ô đi nữa thì sau khi chọn xong chỉ ấn một cái lệnh thôi, ở trong vòng một giây là coi như nó giải quyết ra hết, không tới một giây nữa là nó làm hàng chục ngàn bài toán, hàng chục ngàn phép tính, nó cũng giải quyết cái một là ra luôn. Rồi, video hôm nay xin phép kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Xin chào.